Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tay đua tài năng Mika Hakkinen, người hai lần vô địch giải đua thể thức 1, cùng với siêu xe sang trọng hàng đầu thế giới Caparo, đã đến Việt Nam lần đầu tiên để khởi động chiến dịch Join the Pact, kêu gọi mọi người tham gia cam kết không lái xe sau khi uống rượu do Diageo Việt Nam tổ chức. Đồng hành cùng chương trình, sải bước vào thế giới thượng đỉnh của tập đoàn Diageo trên toàn cầu, nhà vô địch Mika Hakkinen đã viếng thăm hơn 30 quốc gia ở 4 châu lục khác nhau. Bộ đôi Mika và Caparo đã mang thông điệp người dẫn đầu luôn biết tự chủ đến với các khán giả trên toàn thế giới để khuyến khích mọi người ủng hộ chương trình Join the Pact bằng cách luôn uống có trách nhiệm. Đây là sáng kiến toàn cầu của tập đoàn Diageo, được khởi xướng từ năm 2008. Đến nay, đã nhận được hơn 850.000 sự ủng hộ của những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội trên toàn thế giới, cùng tham gia ký tên cam kết. Từ đó truyền bá thông điệp đầy ý nghĩa này đến hơn 225 triệu người trên thế giới thông qua các kênh truyền thông đại chúng. Diageo là một trong những doanh nghiệp có cam kết bền vững trong vấn đề uống có trách nhiệm và là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao với những đóng góp dài hơi cho các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông tại Việt Nam.